Xin chào tất cả các bạn. Clip này sẽ giải đáp thắc mắc của một số bạn về việc sử dụng công cụ vẽ hai đường dẫn trên phần mềm Artcam. Vẽ hai đường dẫn là gì? Vẽ hai đường dẫn chính là cái công cụ này. Nó có tên là TuraScript. Đấy, đây là một cái công cụ mà chuyên được sử dụng để chúng ta dựng hoa lá tây hay là những cái dạng chi tiết có biên dạng phức tạp trên phần mềm Artcam. Đấy, và cụ thể thì ngày hôm nay thì tớ sẽ thực hiện một số ví dụ để các bạn có thể hiểu sâu và chính xác về cái công cụ TuraScript này nhá. Đầu tiên này, vẽ hai đường dẫn thì hai đường dẫn ở đây chính là hai cái vector, được chưa? Ta dựng lên hai cái vector này. Rồi dựng hai cái vector nhanh, được chưa? Rồi copy cái vector cũ ra. Đấy là tớ đã có dựng ra hai cái vector ở đây. Tiếp theo này, chúng ta cần những cái biên dạng này. Chúng ta cần những cái biên dạng để mà có thể trượt nó. Đầu tiên này, tôi đặt ở đây một cái biên dạng hình tam giác nhá. Biên dạng thứ nhất hình tam giác. Tiếp theo là một biên dạng hình bán nguyệt. Một hình bán nguyệt. Rồi. Và sau cùng là hình này, một hình thang. Chưa? Rồi. Như vậy thì tôi sẽ thực hiện cái ví dụ đầu tiên, đó là tôi chọn hai cái vector này. Rồi, chọn vào TuraScript. Rồi, ok chưa? Các bạn chọn cái biên dạng đầu tiên là hình tam giác này. Các bạn tích vào đây, accession này. Đấy, thì các bạn hiện ra này, một tức là mặt cắt 1:1 của nó tương đương với mặt cắt này. Đấy, như vậy nó hiện ra luôn, được chưa? Và cái biên dạng thứ hai của mình này là dạng hình bán nguyệt, được chưa? Các bạn ấn vào đây. Rồi, accession. Đấy, tức là cái mặt cắt 22 của mình lại là hình bán nguyệt. Đấy. Nhưng điều đặc biệt ở đây là nó có thể cho phép mình chọn đến vô số mặt cắt. Về lý thuyết là như vậy, tức là rất nhiều mặt cắt trên cái đoạn này. Đấy. Và mình có thể chọn đến mặt cắt thứ 3. Đây, mặt cắt thứ 3. Như vậy thì bây giờ cái biên dạng thứ 22 này nó đã dịch vào đây. Và các bạn có thể tích vào đây này. Position này có nghĩa là vị trí, set position nghĩa là chọn vị trí. Đấy, các bạn có thể di chuyển nó vào đây chẳng hạn. Rồi, được chưa? Hoặc là các bạn có thể điều chỉnh cái mặt cắt này nó ở đâu mà cho theo chỗ mình mong muốn. Rồi nhá, ví dụ thế. Rồi các bạn ấn này, calculate là để nó tính toán, và chúng ta quan sát cái kết quả thực nghiệm của chúng ta này. Đầu tiên là hình mặt cắt đầu tiên hình tam giác này, tiếp theo là hình bán nguyệt, và cuối cùng nó phải ra hình thang, được chưa? Rồi chúng ta cùng xem kết quả này. Đấy, như vậy đúng chưa? Đầu tiên này, đây là cái hai cái vector đường dẫn của mình nhá, hai vector dẫn nhá. Đấy, được chưa? Tức là nhìn từ bên trên xuống. Rồi sau đó là mình sang đây, là đầu này là cái tam giác này, tiếp theo nó trượt đến đây này, thì ở đây là ra hình tròn, hình bán nguyệt, và phần cuối cùng của nó là kết quả là hình thang. Đấy, các bạn có thể thấy không, kết quả là hình thang. Đấy, như vậy đây là cái ứng dụng của công cụ TuraScript. Đây là ví dụ thứ nhất. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy một ví dụ nữa để các bạn có thể quan sát. Ví dụ này thì nó phức tạp hơn một chút. Rồi, các bạn có thể thấy mình đang vẽ ra một cái hình có dạng như thế này. Đấy, chúng ta không chỉ điều chỉnh được cái biên dạng của nó theo cái chiều này, các bạn hiểu chưa? Tức là không chỉ là điều chỉnh được theo chiều này, mà chúng ta có thể điều chỉnh theo cái mặt cắt này này, mặt này này. Và ở đây thì tớ sẽ thực hiện một cái ví dụ để các bạn có thể hiểu được. Đây là một công cụ mà tương đối phức tạp, cho nên các bạn hãy thực hành thêm một chút nhé. Rồi các bạn vẫn chọn, chúng ta vẫn chọn những biên dạng này, vẫn chọn những biên dạng này, được chưa? Thực hiện hoàn toàn như cái thao tác ở cái ví dụ đầu tiên. Đây này, ví dụ 1 này. Rồi, và đây là ví dụ 2 này. Thì ngoài ra này, tớ vừa vẽ ra cái vector này để làm gì? Vector này thì chúng ta sẽ chọn vào đây, select, được chưa? Select này, sau đó ấn đây. Đấy, đây là cái gì? Đây chính là cái mặt cắt theo cái chiều mà tớ vừa trình bày xong. Đây, chúng ta có thể ấn vào đây, chúng ta có thể tạo hình ra trước và so sánh nó, so sánh nó đối với cái ví dụ 1. Rồi, các bạn quan sát kết quả này. Đấy, bây giờ ấy, nó không còn là có dạng như ban đầu nữa này. Các bạn quan sát cái ví dụ 1 này, ví dụ 1 nó như thế này đúng không? Tức là lúc mình dựng lên thì nó đúng từng cái mặt cắt một, được chưa? Tuy nhiên cái ví dụ thứ hai nó khác biệt, đó là mình đã chèn thêm cái này vào. Chèn thêm cái này vào có tác dụng là gì? Các bạn bây giờ các bạn quan sát cái hình thứ hai này. Đây là hình thứ nhất này, hình thứ hai này. Đấy, như vậy là tớ sẽ trình bày nhá. Đầu tiên này,
cái mặt phía dưới này vẫn là mặt cắt 11, ở đây thì vẫn là mặt cắt 22, đây vẫn là mặt cắt 33. Đấy, mặt cắt 33 là mặt cắt hình thang này, được chưa? Tuy nhiên cái dọc cái chiều dài của nó, dọc theo cái chiều dài của nó thì tớ đã chèn theo cái hình này, tức là nó sẽ, các bạn quan sát là đây. Đấy, cái dọc cái chiều dài của nó chính là cái hình này. Đấy, chính là cái mặt này, được chưa? Chính là cái đường dẫn của chúng ta. Đấy, đúng chưa? Đấy, như vậy là cái việc sử dụng những cái vector ở trong cái công cụ này thì mình phải cực kỳ linh hoạt mới có thể thực hiện được. Bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ một mẫu hoa latte đơn giản để các bạn có thể hiểu rõ là chúng ta sẽ ứng dụng cái công cụ này trong việc dựng mẫu hoa latte như thế nào nhé. Rồi, tôi chọn một cái hình mới này, đó là ví dụ vẽ hoa lá tây này. Ok, tắt cái này đi. Tớ bắt đầu dựng những cái vector này. Đầu tiên chúng ta phải có những vector dẫn đúng không? Rồi chúng ta click vào đây. Ví dụ chúng ta vẽ ra những cái lá. Những cái lá này. Set point. Chúng ta dựng những cái vector biên dạng sao cho có cái hình dạng mà chúng ta ưng ý, bắt mắt, đúng không? Đấy, ví dụ ở đây thì tớ dựng ra một số cái vector dạng kiểu như này. Đấy, những cái lá dạng cong cong, được chưa? Đấy, đây là cái lá thứ nhất. Tiếp theo này, cái lá thứ hai này. Theo cái lá thứ ba này. Các bạn có thể dựng những cái lá này tùy ý, đúng không? Tùy mẫu mà chúng ta dựng thôi, nhưng mà đây là một cái ví dụ và tôi sẽ làm những cái mẫu cũng tương đối đơn giản. Xóa point đi. Vậy là chúng ta đã có cái sơ bộ là cái những cái vector biên dạng rồi, những cái vector
Như vậy là chúng ta đã có sơ bộ những cái vector đường dẫn, đúng không? Và chúng ta sẽ vẽ những cái vector biến dạng ra này. Ví dụ chúng ta có những cái vector biến dạng kiểu như này. Đấy, đầu tiên là vector biến dạng thứ nhất này. Đây là một kiểu biến dạng. Rồi, kiểu thứ hai này. Và kiểu thứ ba là chúng ta copy của cái này ra. Ok chưa? Bắt đầu tới bắt đầu dựng hình nhé. Cái thao tác dựng hình thì rất là nhanh thôi. Đấy, chúng ta có công cụ này thì hỗ trợ rất là đắc lực. Đấy, chúng ta chọn biến dạng thứ nhất này. Rồi, biến dạng thứ hai này. Chọn 2S này, Calculate. Chờ nó tính toán xong nhé. Biến dạng thứ nhất chính là cái hình bên dưới này. Thì nó ở bên dưới này là bên lên trên ngọn nó mới nhọn. Các bạn có thể quan sát này. Đấy, lên trên ngọn thì nó mới bắt đầu nhọn, dưới này thì nó hết nhọn rồi. Được chưa? Tiếp theo này chúng ta vẫn giữ nguyên những cái biến dạng đó nhưng mà cái vector dẫn là khác. Chúng ta chỉ cần chọn vector dẫn mới và ấn select. Rồi, chúng ta ấn tiếp tục là calculate. Thì các bạn cùng chờ nó tính toán xong này. Các bạn xem này, đó, nó có hình thứ hai chưa? Tiếp theo này, cái đối với cái thứ ba cũng tương tự như vậy. Chúng ta calculate. Rồi, cái thứ tư này. Cái thứ tư thì chúng ta không sử dụng cái biến dạng đó nữa. Như vậy chúng ta có thể ấn vào đây để xóa nó đi, đúng không? Rồi, chúng ta chọn hai cái vector biến dạng mới. Hai vector đường dẫn và chúng ta ấn select này. Lưu ý này là các bạn cần phải chọn hai cái mũi tên của nó là cùng chiều nhá. Nếu mà ngược chiều thì cái hình của nó ra là rất khó tính toán. Rồi, các bạn ấn calculate. Đấy, như vậy là kết quả của chúng ta là đã thành công. Như vậy là mình vừa sử dụng cái công cụ TurboScript này để thực hiện vẽ một số mẫu hoa lá tây đơn giản. Và các bạn hãy thực hành thêm. Nếu có bất kỳ những câu hỏi nào thì có thể gửi mail đến cho mình. Bài học ngày hôm nay cũng đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.